Bản tin sáng ngày 20 tháng 4. Man United chiêu mộ thành công người cũ của Man City. Manchester United đã xác nhận sự xuất hiện của Jason Wilcox từ Southampton với tư cách là giám đốc kỹ thuật mới của câu lạc bộ. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang chủ, câu lạc bộ cho biết Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là giám đốc kỹ thuật ngay lập tức. Anh ấy sẽ làm việc với tất cả các lĩnh vực kỹ thuật của bộ phận bóng đá để đạt được tiêu chuẩn hiệu suất cao nhất. Jason trước đây là giám đốc bóng đá tại Southampton và từng là giám đốc học viện tại Manchester City. Với những động thái trên, Wilcox sẽ bắt đầu làm việc tại Man United ngay lập tức và chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. U23 Nhật Bản dắt tay Hàn Quốc vào tứ kết U23 châu Á. Với chiến thắng 2-0 trước U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc chính thức có tấm vé vào tứ kết U23 châu Á. Còn U23 Trung Quốc là đội bóng đầu tiên bị loại khỏi giải với 0 điểm sau 2 lượt trận dù vẫn còn một trận chưa đá. Sau đó ít lâu, U23 Nhật Bản cũng giành chiến thắng 2-0 trước U23 UAE và giành luôn tấm vé vào tứ kết cùng U23 Hàn Quốc. U23 UAE cũng đã bị loại cùng U23 Trung Quốc. U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối để phân định ngôi nhất bảng. Một câu lạc bộ tại Hà Lan đã phải nhận hình phạt trừ điểm cực nặng, khiến họ có điểm âm trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ được nhắc đến ở đây là Vitesse Arnhem tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ngày 19 tháng 4, sau cuộc điều tra của Guardian và cục báo chí điều tra Liên đoàn bóng đá Hà Lan tiết lộ rằng họ đã trừ 18 điểm của câu lạc bộ Vitesse, điều này chính thức khiến câu lạc bộ xuống hạng. Theo báo cáo của The Guardian, cuộc điều tra cho thấy có mối quan hệ tài chính giữa Vitesse với tỷ phú người Nga và cựu chủ sở hữu Chelsea, Roman Abramovich. Cơ quan quản lý bóng đá Hà Lan tuyên bố khấu trừ điểm sau khi Vitesse không đáp ứng các yêu cầu cấp phép. Sau khi bị trừ điểm, Vitesse bị bỏ lại với số điểm -1, nghĩa là họ sẽ chơi ở giải hạng 2 của bóng đá Hà Lan vào mùa giải tới. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác nhận thông tin vắng nhiều cầu thủ trước trận quyết định chiều 19 tháng 4 theo giờ địa phương. U23 Việt Nam đã có buổi tập quan trọng trước lượt trận thứ hai của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chia sẻ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu có ý nghĩa quan trọng này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói: "Như chúng ta đã biết, trường hợp của Đình Bắc dính chấn thương không thể tham gia trận đấu ngày mai được. Trường hợp thứ hai là tấm thẻ đỏ của Nguyễn Ngọc Thắng. Mất hai vị trí cũng là thách thức đối với ban huấn luyện. Tuy nhiên, tôi cũng đã tính toán mọi phương án. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 Malaysia." Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết, toàn đội đang có sự tập trung cao độ, cố gắng hướng đến kết quả tốt nhất trước U23 Malaysia. Vắng Ronaldo, Al-Nassr chỉ cần 10 phút để ngược dòng ngoạn mục. Với tấm thẻ đỏ sau cú húc cùi trỏ ở trận đấu trước, Ronaldo bị treo giò ở trận đấu tiếp theo của Al-Nassr gặp Al-Fayha. Không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực, đội bóng áo vàng đã gặp không ít khó khăn khi để đối phương dẫn trước ở ngay phút thứ 6. Sau bàn thua, Al-Nassr tràn lên tấn công và liên tục gây sức ép với 10 cú dứt điểm. Họ đã có cơ hội 10-10 khi được hưởng quả penalty. Thứ nhưng Sadio Mane lại thực hiện quả 11m đưa bóng đi vọt xà ngang. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Al-Nassr tiếp tục gia tăng sức ép. Rất nhiều đợt tấn công hãm thành đối thủ được tạo ra. Sau nhiều cố gắng, Al-Nassr đã được đền đáp trong 10 phút thăng hoa từ phút thứ 72 đến phút thứ 82. Đầu tiên là pha đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 của Alex Telles, sau đó là cú đúp liên tiếp của Sadio Mane. Trong khoảng thời gian còn lại, không có bàn thắng nào được ghi và chiến thắng 3-1 dành cho Al-Nassr. Với kết quả này, đội bóng của Ronaldo bổ sung 3 điểm và tiếp tục gỡ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 68 điểm, kém đội dẫn đầu là Al Hilal 9 điểm.